Dạ đây, kính thưa tất cả các bác, em xin chia sẻ đến các bác cái thức ăn của cái con lợn thịt, gọi là lợn thương phẩm ấy. Đây nha các bác nha, cũng hoàn toàn chuối băm và ngô gạo, cám ngô cám gạo hoặc cám mạch, cám bất thì cám gì mà mình có thể kiếm được, và những cái nguồn thức ăn thừa thãi, hoa quả chín hỏng không dùng hết, rau củ quả các loại mình đều sẽ tận dụng cho con lợn nó ăn. Cám viên thì em chỉ cho cái loại nhỏ ấy. Cái loại từ 10 đến 15 cân, 20 cân hết nại rồi. Loại này nó khuôn độ 25 30 cân hết rồi. Nên là em không chăn cái loại này, cám viên nữa. Cám viên thì lúc bé chắc chắn em sẽ chăn các bạn. Nếu như con lợn con nó không có cái cám viên lúc bé thì nó không khác nào một đứa trẻ không được ăn sữa, không có sữa. Nên là cám viên là bắt buộc phải có, không thể không các bác nhé. Nếu như không có cám viên thì con lợn nó sẽ còi cọc, nó không thể lớn được, không thể phát triển được, khi nó bé không thể nào phát triển được. Nên là đừng có bác nào bảo là không cần cám viên từ bé. Chăn thì nó có thể nó vẫn sống thôi, nhưng mà nó sẽ không phát triển các bạn, nó sẽ không phát triển được đâu. Chỉ qua đây chỉ có chuối và cám ngô cám gạo thôi, còn lại nó vẫn ăn rất mạnh, rất ngon. Nếu mà chăn như thế này thì con lợn đảm bảo với các bác là rất ngon, rất lạc, sẽ không có mỡ đâu các bạn. Bởi vì trong cái cây chuối này nó có một cái chất như kiểu cái chất chát, chất axit gì đấy, nó sẽ làm hao mòn cái mỡ của con lợn. Con lợn không thể tạo mỡ được, chỉ có thể tạo lạc thôi. Nên là về chất lượng các bác hoàn toàn yên tâm, nhưng mà đánh đổi lại mình phải chấp nhận là con lợn nó sẽ chậm lớn, lâu lớn. Nên là các bác phải biết là nó có hai cái mặt trái mặt phải của nó như thế. Vậy thôi, em chia sẻ với bác một cái cách mà em chăn lợn rừng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong các video sau nhé. Chào các bác.